Chúng tôi là nhà hàng Recess Room ở Fountain Valley và nhà hàng Good Vibe ở Huntington Beach, nhà hàng chay. Ngày hôm nay chúng tôi có hai cái món. Một cái món đầu tiên á là cái món bò bí chay. Đó, chúng tôi đã làm với cái lá hình cờ Việt Nam. Và cái món này là món couscous, chicken couscous mà chúng tôi làm cũng có cái lá cờ Việt Nam để tưởng niệm 30 tháng 4. Yeah. Ngoài ra thì chúng tôi là đã làm trong vòng gọi là 4 ngày hôm qua để là đầy đủ ngày hôm nay. Yeah. Thì xong đây thì chúng tôi sẽ đem phát cho những nhà thương, sở cảnh sát và sở cứu hỏa và cho những người nghèo nữa. Yeah. Anh cho biết vì sao anh tham gia cái chương trình này ạ? Chúng tôi đã làm cái chương trình này đã mấy tuần nay rồi. Đó, thì cái chương trình này là rất tốt cho cộng đồng Việt Nam. Mình là người Việt Nam thì mình phải là hợp tác để làm cho cộng đồng Mỹ họ thấy là cộng đồng Việt Nam mình lúc nào cũng ủng hộ tất cả đồng bào, như là người Việt hoặc người Mỹ cũng vậy thôi. Cái trang trí ở đây thấy anh trang trí theo những cái hình là vợ cờ vàng ba sọc đỏ, chắc chắn là phải có một cái ý nghĩa quan trọng lắm nên mới làm như vậy. Anh cho biết cái ý nghĩa của cái việc làm này ạ. Dạ thì 30 tháng 4 là tới rồi. Thì để tưởng nhớ những chiến sĩ đã mất và để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, người Việt của mình thôi. Ngoài ra thì chúng tôi chỉ làm là để cho người Mỹ thấy là cái này là lá cờ Việt Nam, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là chỉ cái lá cờ duy nhất người Việt hải ngoại chấp nhận thôi. Nhân đây thì anh cho biết anh có suy nghĩ gì về ngày 30 tháng 4? Kỷ niệm buồn thôi. Khó là lúc nào nhớ đến cái ngày đó thì mình cũng buồn thôi. Đó thì khó nói lắm anh biết không? Bây giờ nếu mà nói tới thì là chỉ chảy nước mắt thôi. 30 tháng 4 là mình nói là cái ngày khóc hận á. Khóc hận của người Việt mình đó. Thì ngoài ra đó thì đối với tôi đó, cái ngày này đó là mình tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã mất ở Việt Nam. Mình nhớ đến đồng bào mình đã chết ngoài biển cái ngày 30 tháng 4. Đó, thì rồi mình cũng nhớ đến 92 triệu đồng bào ở Việt Nam là phải sống với lại cộng sản. Có những người cũng nói rằng là cái chuyện quá khứ là đã là quá khứ rồi, bây giờ nhìn 45 năm nhìn lại, nhìn về tương lai thì anh thấy như thế nào và anh mong muốn những điều gì thưa anh? Quá khứ, nếu không có quá khứ thì sẽ không có tương lai. Đồng ý là đã 45 năm rồi. Nhưng mà cái mong ước chúng tôi đó là sẽ thấy cái lá cờ này ở đất nước Việt Nam mình trở lại. Đó là cái mong ước trong vai của mình tôi không, mà tất cả những đồng bào Việt Nam ở khắp nơi hết trơn anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rồi, xin chào và cảm ơn. Yeah.